viên nữ xinh đẹp của trường trung học cơ sở Tham Quan. Hôm nay nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020. Nhà trường đã phối hợp với công đoàn tổ chức gặp mặt giao lưu với các thầy giáo, cô giáo, đặc biệt là các cô giáo có dịp để trò chuyện, giao lưu, đánh bóng chuyện rất là vui vẻ, thân thiện và đoàn kết. Tôi xin thay mặt cho ban chấp hành công đoàn kính gửi đến quý thầy cô giáo sức khỏe, đặc biệt là các cô giáo, cán bộ, công nhân viên nữ của nhà trường lời chúc sức khỏe, thành công và có một ngày vui trọn vẹn của chính mình. Sau đây tôi xin tham qua cái nguồn gốc của ngày 20 tháng 10. Khi nhắc tới lịch sử dân tộc Việt Nam, trong số các anh hùng, chắc chắn không thể không kể đến những người phụ nữ dũng cảm. Thời xa xưa thì có hai bà Trưng, bà Triệu. Sau này thì có anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu. Những tổ chức do chị em phụ nữ lập ra và đứng đầu cũng tạo nên những tiếng chuông vang vọng đi vào lịch sử ngàn đời. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Nam Dương được thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của đảng đã ghi rất rõ nam nữ bình quyền. Đảng đã sớm nhận ra phụ nữ Việt Nam chính là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ. Đảng phải giải phóng phụ nữ gắn liền với giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Không chỉ vậy, đảng đã đặt ra những mục tiêu phụ nữ Việt Nam phải tham gia các đoàn thể cách mạng và từ đó thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để thúc đẩy động viên các chị em tham gia cách mạng. Ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ Phản Đế Việt Nam được thành lập, sau này đổi tên thành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đồng thời cũng là ngày mà người phụ nữ Việt Nam được cầm lá phiếu đi bầu cử, tham gia các hoạt động và công tác chính quyền xã hội, nắm giữ nhiều trọng trách quan trọng trong bộ máy nhà nước cũng như là trong đoàn thể quần chúng. Để đánh dấu các sự kiện quan trọng này thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hàng năm là ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để tổ chức ngày lễ kỷ niệm này. Đồng thời xem đây là ngày để tôn vinh người phụ nữ Việt Nam và đặt tên là ngày Phụ nữ Việt Nam. Trải qua 90 năm với nhiều thăng trầm của xã hội, tổ chức hiện thời ngày càng giàu mạnh, còn người phụ nữ Việt Nam thì ngày càng có tri thức, có sức khỏe, năng động, có văn hóa và đặc biệt là biết tham gia các hoạt động lao động sản xuất. Từ bao đời nay, vai trò của người phụ nữ vẫn luôn được tôn vinh và quan trọng không chỉ trong gia đình mà ngay cả trong các mối quan hệ xã hội. Phụ nữ chính là hậu phương vững chắc cho chồng con, đồng thời cũng là người giữ lửa cho tổ ấm gia đình hạnh phúc. Ý nghĩa của ngày đặc biệt 20 tháng 10 đó chính là để kỷ niệm và tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam. Họ là những người con được Bác Hồ tặng tám chữ vàng, cần cù, óc phúc, trung hậu, đảm đang, xứng đáng được nhận những lời tri ân, lời chúc, yêu thương tốt đẹp, tấm lòng biết ơn, ghi nhận của đất nước và mọi người xung quanh. Trong xã hội ngày nay, vai trò của người phụ nữ ngày càng quan trọng và được nâng cao bởi họ không những đảm việc nhà mà còn giỏi cả việc nước. Những gánh nặng trong cuộc sống cũng vì thế mà dần đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ họ. Chính vì vậy, càng phải biết trân trọng những người phụ nữ bên cạnh và dành tặng cho họ những món quà, những lời chúc thật ý nghĩa nhân ngày trọng đại này. Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý thầy cô giáo một cái bữa học bạc vui vẻ, đặc biệt là kính chúc quý cô xinh đẹp của trường mình sức khỏe và thành công. Tôi xin hết ạ.